Đúng rồi. Bác đi từ từ nha. Từ từ. Ngồi ghế đầu. Rồi, bây giờ mình dở chân thử co chân ra. Rồi, có sưng không? Nếu mà bỏ vậy ra là có co chân được. Bà bỏ vậy ra là có co chân được không? Có tiếng đó ở đây có tiếng bên này à, là rồi cho bà nằm đi. Ngửa ép chân. Đêm chậm thôi. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi, bước đi. Cứ đi, cổ tay. Rồi. Nếu
Thôi cô đi. Rồi xin mời cô. Rồi bước tự nhiên. Không thể. Giỏi quá. Ôi trời ơi. Rồi vỗ tay cho bà, động viên. Rồi. Bây giờ bà bắt đĩa đi. Rồi, tốt cho bà phát biểu. Rồi rồi, bà phát biểu. Rồi bà phát biểu. Rồi để bà nói. Rồi trời khỏe quá. Họ đi không được khổ lắm. Nhờ thầy, nhờ bà, nhờ sư phụ, thiên thần quan Phật phù hộ được đi được. Nhờ thầy, thầy tận về thể để cứu người ta đi thầy ơi. Thấy thưa thầy tận về kìa. Thầy tận về để cứu người ta. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.